Và kính chào các niên trưởng và các anh chị em đại đội hát Trại Quá Sinh năm 1973. Anh em chúng tôi hôm nay họp mặt tại Little Sài Gòn. Đó, quay vòng vòng. Đây là ông anh hai của tôi, ông Lân. Ok. Anh Lân tới chưa? Không, năng nó đang trên đường tới. Ồ, vậy hả? Ừ. Danh? Danh. Chúng nữa, chúng nữa. Chúng nữa. Ờ. Tên Thành, Vinh, Giảng. Ok, bà xã, của anh Thành là chị Thư. Alright. Đó, anh Hưng, 27. Sơn. Ok. Đây là các phu nhân của đại đội hát nha. Họp vui quá mà mấy ông không tới được. Tôi là phu nhân của bác Xuân. Bác Xuân đây. Ok, bác Nam. Dữ quá. Chiều nay còn ở nhà tu một đồ nữa nha. Okay. Bác mấy bác Kiền và đi ra ngoài đi biếu đón rồi. Thôi qua. Đợi. Rồi.